Sapa thất thu giữa mùa cao điểm du lịch. Mùa du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Sapa nói riêng thường sôi động từ khoảng cuối tháng 9 đến tháng 1 năm sau. Theo đó, tháng 9 và tháng 10 vào mùa thu lúa chín vàng, tháng 11 và 12 mùa hoa tam giác mạch, sau đó là mùa hoa cải, hoa mơ, hoa mận khoe sắc trong những ngày Tết. Tuy nhiên, tháng 10 dù đang mùa cao điểm du lịch nhưng hệ thống khách sạn, nhà hàng tại Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn thừa thớt khách. Hơn một tháng sau bão Yagi, hầu hết các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống ở Sapa đã khắc phục xong hậu quả bão lũ, sẵn sàng đón khách trở lại. Thế nhưng, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống và các địa điểm du lịch Sapa ghi nhận doanh thu sụt giảm đến 80% so với năm trước. Chủ một khu lưu trú cho biết, tình trạng ế khách đã kéo dài hơn một tháng và số khách ít ỏi chủ yếu là người nước ngoài. Nhiều khách yêu cầu hủy, dời lịch hồi tháng 9 đến nay vẫn chưa quay lại do lo ngại sạt lở, sụt lún sau bão Yagi. Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Lào Cai, đây là thời điểm khó khăn chung. Hiện công suất đặt phòng lưu trú tại Sapa giảm khoảng 85% trong tháng 9 và chưa có dấu hiệu khả quan vào tháng 10. Chủ một nhà hàng tại trung tâm thị xã Sapa cho biết, nhà hàng vẫn phải mở cửa để duy trì công việc cho nhân viên, dù nguồn thu giảm hơn một nửa. Các điểm du lịch tại Sapa như Bản Cát Cát, Cầu Kính Rồng Mây cũng ghi nhận tình trạng tương tự trong mùa du lịch tháng 10. Đại diện khu du lịch Cát Cát cho rằng, thông tin về các điểm sạt lở đã tạo nên hiệu ứng tiêu cực cho cả ngành du lịch.